Dây xin kính chào quý vị và các bạn. Một trong những loài rau quanh nhà rất dễ trồng nhưng rất tốt cho sức khỏe và còn có nhiều công dụng chữa bệnh rất hiệu quả, đó chính là cây đinh lăng. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về loài cây đinh lăng này nhé. Đinh lăng còn gọi là cây gỏi cá hay nam dương sâm là một loài cây thuộc họ nhân sâm. Thân cây nhẵn và không có gai. Chiều cao trung bình của cây đinh lăng là từ 0,8 đến 1,5 mét. Lá cây đinh lăng là lá kép 3 lần, có hình dạng xẻ lông chim và có mùi rất thơm. Hoa của cây đinh lăng có màu lục, nhạt hoặc màu trắng xám, quả có màu trắng bạc, hình dẹp và thường dài khoảng từ 3 đến 4 mm. Ở nước ta chủ yếu có 7 loại cây đinh lăng, đó chính là đinh lăng lá nhỏ, đinh lăng lá to, đinh lăng lá tròn, đinh lăng lá nhuyễn, đinh lăng lá rán, đinh lăng lá rắn và đinh lăng viền bạc, nhưng sử dụng chủ yếu là đinh lăng lá nhỏ. Người ta thường trồng cây đinh lăng dùng để làm thuốc chữa bệnh, gia vị hoặc làm cây cảnh. Nhiều người dùng lá cây đinh lăng để ăn kèm với gỏi cá, giúp tăng hương vị của món ăn, do đó cây đinh lăng còn được gọi là cây gỏi cá. Không chỉ có lá cây mà tất cả các bộ phận khác của cây đinh lăng như thân, rễ đều có thể sử dụng làm vị thuốc rất có lợi cho sức khỏe. Bộ phận được sử dụng nhiều nhất là ở phần rễ và phần lá. Trong các nghiên cứu của y học cổ truyền đã chứng minh được rằng đinh lăng là một loại cây có cùng họ với nhân sâm, cũng có một số hoạt chất giống như cây nhân sâm, nên người ta thường ví đây là loại cây nhân sâm dành cho người nghèo. Đây là một loại cây thuốc tốt, không chỉ được sử dụng ở phần củ mà phần lá và rễ đều được sử dụng để làm dược liệu. Bộ phận được sử dụng nhiều nhất của cây đinh lăng là phần rễ và lá. Rễ của cây đinh lăng có vị ngọt, tính mát và hơi đắng, có tác dụng giúp cho cơ thể nâng cao sức đề kháng, tăng cường sự dẻo dai, thông huyết mạch, bồi bổ khí huyết, tăng khả năng làm việc, giảm mệt mỏi, giúp cơ thể ngủ ngon, ăn ngon miệng và tăng cân. Lá cây đinh lăng có vị đắng, tính mát, có thể giúp giải độc cơ thể khi bị ngộ độc thức ăn, giảm triệu chứng dị ứng, điều trị kiết lỵ và ho ra máu. Ngoài ra, lá đinh lăng chữa bệnh rối loạn tiền đình cũng rất tốt. Cây đinh lăng có nhiều công dụng trong việc điều trị và chữa một số bệnh như 1. Giúp chữa lành vết thương. Từ xa xưa, người ta đã biết cách sử dụng lá đinh lăng trong việc chữa các vết thương. Với những vết thương ngoài da bị chảy máu, chỉ cần giã nát một ít lá đinh lăng đã rửa sạch, rồi đắp lên vết thương sẽ có tác dụng nhanh chóng cầm máu và giúp vết thương mau lành. 2. Giúp cải thiện trí nhớ. Lá đinh lăng giúp phòng và điều trị các bệnh kém tập trung, suy giảm trí nhớ, căng thẳng thần kinh, suy nhược thần kinh. 3. Giúp lợi sữa. Bạn chỉ cần đun lá đinh lăng uống khi nóng, tránh uống khi nước đã lạnh sẽ có tác dụng lợi sữa. Ngoài ra, cũng có thể phơi khô lá đinh lăng, sau đó hãm uống như nước chè, dùng để uống hàng ngày. 4. Chữa chứng mồ hôi trộm. Lá đinh lăng có tác dụng chữa chứng mồ hôi trộm ở trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ nếu thường xuyên bị ra nhiều mồ hôi ở đầu, bạn có thể sử dụng lá đinh lăng phơi khô làm ruột gối để ngủ. Sau một thời gian sẽ nhanh chóng thấy hiệu quả rõ rệt. 5. Giúp giải độc gan. Cây đinh lăng cũng có tác dụng bảo vệ tế bào gan, giải độc, nên thường được dùng trong đông y để chữa bệnh dị ứng, nổi mẩn, nóng trong người. 6. Chữa bệnh tiêu hóa. Lá cây đinh lăng sắc lấy nước uống, có thể chữa các bệnh tiêu hóa như đầy hơi, khó tiêu, tiêu chảy. Ngoài ra, củ và cành cây đinh lăng được sử dụng để làm sạch nướu, răng và điều trị làm giảm viêm lép miệng. 7. Chữa bệnh thận. Cây đinh lăng được xem là loại cây có tác dụng lợi tiểu và có công dụng để điều trị bệnh thận, đặc biệt là sỏi thận. Những người mắc bệnh thận nên uống nước ép lá đinh lăng mỗi ngày sẽ giúp lọc thận hiệu quả. 8. Chữa sưng đau cơ khớp. Lá cây đinh lăng cũng có tác dụng đáng kể trong chữa sưng đau cơ khớp. Bạn có thể lấy lá tươi giã nhuyễn, sau đó đắp trực tiếp lên chỗ sưng đau.
khi khô lại đắp lại. Liên tục như vậy, vết sưng đau sẽ nhanh chóng dịu đi và nhanh lành. Vậy thì việc sử dụng cây đinh lăng như thế nào để mang lại hiệu quả tốt nhất? Đinh lăng là một loại cây thuốc có rất nhiều tác dụng quý và rẻ tiền. Tuy nhiên, chỉ trong một vài năm gần đây, cây đinh lăng mới được sử dụng nhiều. Hầu hết mọi người thường nghĩ rằng cây đinh lăng để càng lâu thì công dụng mà nó mang lại cho sức khỏe càng lớn. Sở dĩ nhiều người có suy nghĩ như vậy là vì đã có những tin đồn cho rằng cây đinh lăng để 30 năm sẽ tốt hơn cả nhân sâm, để 10 năm, 20 năm mới tốt. Đã có rất nhiều gia đình có cây đinh lăng rất to nhưng không chịu bán hoặc sử dụng vì họ tin rằng để càng lâu thì giá trị mà nó mang lại sẽ càng cao. Nhưng đây chỉ là những tin đồn được truyền tay nhau và chưa có một cơ sở khoa học nào chứng minh được điều đó. Khoa học hiện đại đã chứng minh được rằng ngay cả với củ nhân sâm cũng chỉ đạt được đỉnh điểm của những hoạt chất có lợi khi trồng khoảng từ 6 đến 7 năm. Nếu để già quá sẽ làm giảm chất lượng của củ vì để càng lâu càng bị xơ hóa. Giống như nhân sâm, cân nặng của rễ cây đinh lăng sẽ tăng rất nhanh khi để lâu năm, nhưng nó chỉ là tăng phần gỗ lõi trong rễ mà những thành phần bổ dưỡng thì nằm ở phần vỏ rễ. Trong đông y thường tách lấy phần vỏ của rễ để sao vàng, nghiền bột hoặc dùng để ngâm rượu uống. Với những thông tin trên có thể thấy được cây đinh lăng có rất nhiều công dụng hữu ích cho sức khỏe. Do đó còn chần chờ gì nữa mà hãy không trồng một cây đinh lăng ở nhà dùng để làm cảnh, vừa có thể để sử dụng điều trị bệnh mỗi khi cần thiết. Lưu ý khi sử dụng cây đinh lăng, vì trong rễ cây đinh lăng có chứa nhiều chất saponin là một chất có thể gây ra tiêu chảy, buồn nôn, có thể phá vỡ hồng cầu. Do đó, trước khi sử dụng cây đinh lăng như một bài thuốc, cần phải tìm hiểu kỹ, đúng bệnh, đúng liều lượng. Và rễ cây phải hơn 3 tuổi mới có tác dụng tốt, nhưng cũng không nên để cây quá già. Khi sử dụng, chỉ sử dụng một lượng ít vừa phải, không dùng liều cao, sẽ rất dễ bị say. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy bấm nút like và đăng ký kênh ở phía dưới để xem những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.